Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Chuyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, tập 171, Tuyệt Định Tinh Hồi, Lựa Chọn Gian Nan, Thẳng Vào Thần Hồn. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới. Cảm ơn. Lam quang tan hết, không gian lại hóa thành màu đỏ đậm, biển lửa bốc lên lại một lần nữa chiếm cứ thế giới. Nhưng tất cả mọi người đang nhìn vào hình chiếu chu tước đều trố mắt như si, hồi lâu không có ai hoàn hồn. Chết, chết rồi viêm tuyệt hay lầm bầm bọn họ lại tận mắt nhìn thấy viễn cổ cầu long thế mà lại vỡ nát không phải là con mình đầy thương tích kia mà là con cầu long xuất hiện sau đó long lực toàn thịnh toàn thân chưa thương tổn chỉ có long khuyết ngàn năm trước bị thương thế mà lại chết rồi không khí nơi này rõ ràng cực kỳ nóng rực nhưng bọn họ lại cảm giác được hàn khí rót vào lỗ mũi lồng ngực toàn lạnh lẽo như băng tới cực điểm cái tên đoạn nguyệt hủy thương của băng hoàng thần tông viêm thần giới đã sớm có ghi lại nhưng chưa từng có ai nhìn thấy chỉ có điều bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến uy lực chính là đáng sợ đến mức độ như vậy mộc huyền âm dưới tình huống huyền lực tổn hao lớn thân chúng kịch độc còn thân bị trọng thương nhưng lại một chớp mắt đóng băng hỏa ngục một chớp mắt diệt nát viễn cổ cầu long có được long lực thần chủ rung động của một màn này còn hơn sự xuất hiện của một con viễn cổ cầu long khác liệt sát cầu long là giấc mộng của bao nhiêu thế hệ viêm thần giới mà một khắc này cuối cùng lấy một phương thức bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới giành mạch hiện ra ở trước mặt bọn họ nhưng mọi người không ai lộ ra dù chỉ một chút vui sướng viễn cổ cầu long bị đoạn nguyệt hủy thương diệt nát vỡ thành bông tuyết đầy trời rơi vào trong biển lửa lại bốc lên giây lát liền bị hỏa ngục nứt hết không còn bóng dáng chìm vào dưới đáy hỏa ngục vô tận mà không có nguyên lực xác rồng bị phá nát này sẽ nhanh chóng bị hỏa ngục cắn diệt hoàn toàn biến mất nói cách khác mặc dù con viễn cổ cầu long này chết nhưng bọn họ ngay cả một mảnh long lân đều không cách nào đụng đến chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị chôn vùi trong biển lửa như vậy một tiếng rồng ngâm đầy dẫy phẫn nộ thống khổ bị ai vô tận đánh thức linh hồn co rút của mọi người viễn cổ cầu long chưa chết giết cao nhiều tiếng chấn động sóng biển của táng thần hòa ngục tận trời ngươi thế mà lại ngươi thế mà lại giết nó ngươi thế mà lại giết nó nhân loại vạn ác ta muốn khiến ngươi chết ta muốn khiến ngươi hóa thành cho tàn hèn mọn nhất viễn cổ cầu long ở trong nổi giận và oán hận cực độ gần như điên trong tiếng giết cao xé khoảng không đánh về phía mộc huyền âm lòng viêm nháy mắt cuốn lấy khóa chặt khí tức của nàng phong kín tất cả phương hướng và đường lui của nàng toàn thân mộc huyền âm nhuốm máu sắc mặt khi thì trắng bệch như giấy khi lại đỏ đậm như máu dưới đoạn nguyệt hủy thương quyết tuyệt khiến cho nàng dồn hết băng hoàng nguyên huyết tổn thất lượng lớn tinh huyết cũng khiến độc của cầu long xâm nhập thẳng vào linh hồn quyền lực của nàng vẫn chưa hao hết nhưng có thể chỉ còn dư không đến một thành theo băng hoàng nguyên huyết vắng lặng hàn băng mà nàng phóng thích sẽ không còn băng hoàng thần lực uy lực giảm lớn đối mặt với viễn cổ cầu long chờ chết tử vong đã là kết cục nhất định, nhưng nàng không ngồi chờ chết, màu quang giống như đầm sâu như băng hàn, theo cánh tay nàng vô lực nâng lên, tuyết cơ kiếm đã một lần nữa bay về trong tay nàng, mang theo dư lực và ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của nàng, nghênh đón về phía viễn cổ cầu long đang nổi giận, bông tuyết chạm đến lửa, khoảnh khắc tiếp xúc liền tan ra, mộc huyền âm nháy mắt bị bức lui mười mấy dặm, toàn thân bị long viêm đầy trời phủ kín, cũng cắn diệt ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của nàng, ánh mắt vân triệt kinh ngạc nhìn, tầm mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Tám năm trước, phía Bắc Thương Phong Quốc, tử vong Hoa Nguyên, khi hắn và Sở Nguyệt Thiền gặp phải giao long sống mái, Sở Nguyệt Thiền bị buộc tới tuyệt cảnh, lấy tự hủy huyền mạch làm giá cao, phóng ra linh hoa băng vân cấm kỹ, diệt sát một trong hai con, sau đó yên lặng chờ tử vong. Một màn này, tương tự với năm đó cỡ nào, khi đó, hắn giống như hôm nay, vì thực lực kém thật sự quá xa mà chỉ có thể bất lực nhìn, không có biện pháp gì cả, nhưng cũng may, khi đó Mạt lị còn ở bên người, dưới cầu xin của hắn, mặt lị lấy ma độc lan tràn làm giá cao giết chết một con dao long khác cứu sở nguyệt thiền cũng là một ngày để cho hắn và sở nguyệt thiền triệt để gieo xuống nghiệt duyên hỏa tông chủ vân triệt đã vô lực mở miệng còn chưa nói xong hỏa tông chủ đã lắc đầu thở dài người không cần phải nói cứu không được tuy rằng trạng thái của con cầu long kia rất kém hơn nữa toàn thân đã thương tổn nhưng mà kia vẫn là tử chiến ở cấp bậc thần chủ đừng nói ngươi cho dù ta đến gần đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ ra tay cứu giúp càng là chuyện viển vông nếu có một tia hy vọng chúng ta đều sẽ tuyệt đối không thờ ơ như vậy nhưng mà thật sự không cứu được cho dù tất cả chúng ta tiến lên cũng cứu không được chỉ đơn thuần là chịu chết viêm tuyệt hải cũng bất đắc dĩ lắc đầu vân triệt không cách nào lý giải được tranh lệch giữa thần quân cảnh và thần chủ cảnh nhưng lời hỏa như liệt và viêm tuyệt hải nói cũng không giả dối vân triệt không nói gì thêm trong mắt chớp động lên hình ảnh đến từ hình chiếu chu tước tuyết cơ kiếm vẫn vung lam quang càng ngày càng mỏng manh hắn cũng đã có thể ngửi thấy được khí tức tử vong đến từ mộc huyền âm nhưng chỗ kiếm vũ vẫn từng tầng cắt tắt long viêm thổi quét nàng sư tôn còn đang cố gắng cho dù đến một bước này nàng vẫn không buông tha cho trời chết đúng vậy lấy cao ngạo của sư tôn cho dù mất mạng cũng nhất định sẽ lựa chọn phương thức thảm thiết nhất chỉ cần còn một tia dư lực cũng sẽ không thúc thủ chịu chết vân triệt dùng sức cắn đầu lưỡi mình một phát huyết tinh và đau nhức lan tràn trong khoang miệng hắn thấm thẳng vào tâm hồn không được sư tôn còn đang dùng hết lực lượng và sinh mệnh cuối cùng, tà thân là đệ tử của nàng, sao có thể cứ trơ mắt nhìn như vậy, trong mọi người, chân chính có thể không tiếp tất cả để cứu sư tôn cũng chỉ có ta, người khác, lực lượng cường thịnh hơn nữa, địa vị cao tới đâu cũng vốn không cách nào dựa vào, chân chính có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân ta, ta đã từng dựa vào tín niệm, làm được nhiều chuyện ngay cả mặt lị đều cho rằng không có khả năng, nhất định có biện pháp nào đó, hô hấp của Vân Triệt bình ổn lại, ý thức vốn hỗn loạn không chịu nổi cố hết sức bình tĩnh trở lại hắn thậm chí nhắm hai mắt, phòng bế thính giác, toàn bộ thế giới, chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh trái tim nhảy lên của bản thân. Nghĩ thật kỹ, tổng hợp lại tất cả những thứ bản thân có được, nhất định có thể tìm được biện pháp gì, cho dù một chút hy vọng và khả năng đều được, nhất định phải tìm được, cần phải tìm được. Vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ của Vân Triệt từ trong hỗn loạn cực độ trượt quy về sáng sủa. Trong lịch sử mấy chục vạn năm của viêm thần giới, một đám cường giả cấp bậc thần quân thần vương, khi đối mặt với táng thần hỏa ngục mà bọn họ quen thuộc nhất, lại chỉ có run rẩy và bất lực. Còn Vân Triệt, một người mới tới thần giới không đến một năm, huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh tầng thấp nhất, lại đang ngưng tụ toàn bộ tâm thần, tìm kiếm hy vọng có thể cứu được Mộc Huyền Âm từ dưới lực lượng cấp bậc thần chủ. Cho dù là kẻ nào, đều chỉ cảm thấy là một câu chuyện cười. Cho dù kẻ nào đều không tin tưởng hắn có thể tìm ra được hy vọng gì, cũng như bọn họ không tin một hạt bụi có thể tiêu diệt biển cả. Nhưng mà, Vân Triệt lại đang lấy linh hồn của hắn và toàn bộ ý chí liều mạng nỗ lực. Cũng như năm đó, hắn đánh cược tất cả linh hồn và ý chí của mình đi hái một đoá u minh bà la hoa vì mạt dị chung quanh người của viêm thần hoặc ảm đạm hoặc thống khổ hoặc thở dài vết cắt thiên đường với địa ngục trong nháy mắt kia cả đời này bọn họ đều khó có khả năng phai nhạt toàn bộ tưởng tượng tốt đẹp vốn đã thành hình bây giờ đã triệt để hóa thành bọt nước dập nát còn ngâm tuyết giới phương càng vì vậy mà mất mạng không hề nghi ngờ sau này ngâm tuyết giới sẽ thế như nước lửa với bọn họ hỏa như liệt nặng nề thở dài mang theo bất đắc dĩ thật sâu phá vân trước đại hội huyền thần đã không cần quá miễn cưỡng bản thân đó là vận mệnh rồi sư tôn cho dù vô duyên tiến vào trụ thiên thần cảnh tương lai của phá vân cũng chắc chắn dựa vào nỗ lực thành thần chủ cảnh chỉ có điều thời gian dài một chút mà thôi ánh mắt của hòa phá vân vẫn trong suốt kiên định như trước hai tử tốt trên mặt hỏa như liệt lộ ra mỉm cười miễn cưỡng đây xem như an ủi duy nhất trước mắt hắn rời ánh mắt không nhìn hình chiếu chu tức nữa bởi vì ngay cả chống cự cuối cùng một huyền âm cũng đã suy nhược không chịu nổi gần như mỗi một giây thương thế của nàng sẽ nặng thêm một phần. Trong ngàn năm, hắn hận Mộc Huyền Âm nghiến răng, không cách nào tự nén xuống, khi đó nếu là cục diện này, nói không chừng hắn sẽ có vài phần thống khoái, nhưng hiện giờ, Hỏa Diệp đã được cứu vớt, còn do Vân Triệt thân là đệ tử của Mộc Huyền Âm cứu, đối với chuyện năm đó dưới không khống chế được mất chỉ ám toán Mộc Băng Vân, hắn cũng đã cực kỳ hối hận. Hiện giờ, hắn đã thật tâm không nguyện nhìn thấy Mộc Huyền Âm bị chôn vùi dưới móng vuốt của Cầu Long như vậy. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Viễn Cổ Cầu Long rung trời, đối mặt với đồng bạn chết thảm, nó đã triệt để điên cuồng dưới lực lượng của nó hỏa ngục chung quanh đã triệt để hóa thành huyện ngục tai họa rầm rầm bóng dáng của mộc huyền âm bay ngang ra ngoài khi đụng chạm đến hỏa ngục trên người gian nan kết lên một tầng bông tuyết sau đó dán vào hỏa ngục nhanh chóng bay khỏi trong nháy mắt thoát khỏi long viêm lơ lửng lên bông tuyết cũng hoàn toàn vỡ vụn mộc huyền âm liên tiếp phun ra ba ngụ tinh huyết trên dưới toàn thân đã hiện lên màu đỏ sẫm giống như ánh bình minh liền ngay cả mái tóc dài của nàng cũng đã mất đi băng lam Người kế thừa băng hoàng thần huyết cũng không phải trời sinh tóc màu băng lam, mà sau khi đạt tới cảnh giới cực cao hình thành trạng thái huyền lực cùng với trạng thái sinh mệnh, mà giờ khắc này, một đầu tóc băng lam của nàng đã hoàn toàn ảm đạm, có gần như một nửa đã hóa thành màu tối đen của sinh mệnh ban đầu, đây không chỉ có huyền lực của nàng triệt để khô kiệt, cũng tượng trưng cho ánh sáng sinh mệnh của nàng đang đếm ngược, khi tóc hoàn toàn khôi phục màu đen, đó là lúc nàng chết, Viêm Tuyệt Hải Thất thần nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diễm Vạn Thương, độc hoàn toàn nhập vào cơ thể diễm tông chủ trước mắt chúng ta còn có thể làm cái gì diễm vạn thương vẫn không nhúc nhích giống như không nghe được tiếng của hắn qua một hồi lâu như lẩm bẩm nói ngâm tuyết giới vương thật sự sâu không lường được toàn thân trọng thương hao hết thần huyết tinh huyết tổn hao nhiều lại còn có thể gắng gượng chống đỡ đến bây giờ chỉ có điều dưới như thế nàng thế tất nhiên giàu hết đèn tắt cho dù trời giáng kỳ tích thoát đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà vào lúc này vân triệt bỗng nhiên mở mắt chỗ sâu trong trong mắt vô cùng lạnh lẽo tỉnh táo, lóe lên một chút ánh lửa đỏ đậm, hỏa tông chủ, giúp ta một việc, hai mắt nhìn phía trước, nói thật nhỏ, cái gì, hỏa như liệt quay đầu, xin hỏa tông chủ, dẫn ta đến bên chỗ sư tôn, giọng điệu của vân triệt đặc biệt nhạt nhẽo, giống như nói một chuyện dâu ria, câu nói này khiến hỏa như liệt giật nảy mình, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi sao, ta nói lại lần nữa, ngươi với thân thể nhỏ bé này, ở trong vòng ngàn dạm gần bọn họ, không, trong vòng hai ngàn dặm đều sẽ lập tức bị hủy đến xương cốt đều không thừa tới gần vốn là chuyện không có khả năng vân triệt gật đầu ta biết cho nên ta cần lực lượng của hòa tông chủ bảo hộ cho ta quả như liệt quay đầu sang hướng khác không hề dư lời nói ta làm không được ta cũng không có lực lượng làm được đừng nói ngươi liền ngay cả ta tới gần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ chứ đừng nói chi là phải phân ra lực lượng bảo hộ ngươi hơn nữa ngươi lại gần đó thì có năng lực làm cái gì chôn cùng sư tôn ngươi sao hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày vào ngàn năm trước nhi tử hắn hỏa diệp bị ấm đầu muốn đến gần một chút cảm nhận lực lượng của cảnh giới thần huyền vụng trộm đến gần khi đến gần đến chừng một ngàn dặm bị dư ba hàn khí của mọc huyền âm quất chúng mà năm đó hỏa diệp mới vừa qua thiên kiếp không lâu có tu vi thần linh cảnh cấp một cũng là đột phá này huyền lực tăng vọt khiến cho hắn tin tưởng quá mức bành trướng mới dẫn đến bi kịch lời vân triệt nói dẫn đến đám người diễm vạn thương liếc mắt sang bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất đều giống với hỏa như liệt hắn muốn đi chịu chết chôn cùng vân triệt lại ánh mắt tĩnh lặng lạnh lẽo chôn cùng ta còn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy ta muốn đi cứu sư tôn ta hỏa như liệt quát ngươi cứu cái rắm hiện giờ trừ phi trên trời giáng xuống một vị giới vương thượng vị bằng không ai cũng không cứu được sư tôn ngươi chút tu vi ấy của ngươi liền đi chịu chết cũng không đủ tư cách vân triệt lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hỏa như liệt ba ngày trước ngươi cho rằng không có khả năng không chịu tin tưởng ta nhưng ta làm được Vừa rồi, ta liên tục nói cho các ngươi biết có hai con viễn cổ cầu long, thậm chí không tiếp thầy đọc, người vẫn không tin, nhưng hiện giờ thì sao? Ngươi tự cho là đúng, liên tục biến thành bạt tai tự tát mặt mình. Hiện giờ, ngươi lại có tư cách gì không tin ta có thể cứu sư tôn ta, các ngươi không có năng lực cứu, dựa vào cái gì liền cho rằng ta cũng không có năng lực cứu, quả như liệt nhất thời sững sờ. Liền vào hôm nay, ngắn ngủi mấy canh giờ trước, ngươi thầy son sát, chính miệng nói thiếu nợ ta một nhân tình cực lớn, chỉ cần ta một cái gì, hoặc đưa ra thỉnh cầu gì, mí mắt ngươi cũng không chớp. A, à, Vân Triệt cười nhạt chào phúng một tiếng. Mệt ta khi đó còn sinh lòng kinh ý với ngươi, hóa ra, hỏa như liệt ngươi cái gọi là có ân tất báo, cái gọi là nói là làm, vốn chính là thuận miệng thả ra một đống chó má. Vô liêm gì, ai dám tức giận mắng đường đường tông chủ kim ô tông như thế, trưởng lão kim ô hỏa như tận nhất thời giận tím mặt. Ngươi đồ nhãi con của ngầm tuyết giới này dám nhục mạn tông chủ ta, ta xem ngươi chán sống, ngươi má nó câm miệng cho ta hỏa như liệt gầm một tiếng dữ dội cả kinh khiến hỏa như tẫn lui liền hai bước trên người hắn bỗng nhiên huyền khí vọt lên hai ống tay áo trực tiếp phá nát lộ ra cánh tay giống như hỏa nham hỏa như liệt thở mạnh hổn hển hỏa như liệt ta từng làm người nhu nhược nhưng chưa bao giờ là tiểu nhân nói lời không giữ lời được nếu như ngươi đã muốn đi chịu chết vậy cùng lắm thì lão tử cùng chết với ngươi một mạng trả một mạng đi hắn một phát nhấc vân triệt lên song gió cuồng bạo cuốn quanh nhảy vào táng thần hỏa ngục sư tôn tông chủ hỏa tông chủ mọi người nhất tề kinh hãi kêu lên nhưng hỏa như liệt mắt tiếp tai ngơ trong nháy mắt bóng dáng đã liền biến mất ở cuối tầm mắt tốc độ dưới lực lượng thần quân khủng bố tuyệt luân chỉ cần gió lốc của lấy đã cây hiến vân triệt có một cảm giác giống như thân thể bị xé nứt cũng may hỏa như liệt lập tức dùng một luồng huyền lực bao bọc thân thể hắn lại mới khiến cho hắn chậm rãi hỏa hoãn xuống hòa tông chủ mau dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi vèn vẹn cách nhau bảy ngàn dặm bản thân vân triệt mà nói cho dù có thể còn sống tới gần dốc toàn bộ sức mạnh cũng phải phải canh giờ nhưng hỏa như liệt là tu vi loại nào lời vân triệt nói khiến trong miệng hắn tết ra mắng một tiếng bàn tay cào ra hỏa diễm xé rách không gian xuyên qua từng vết rách không gian nhanh chóng tới gần mật độ năng lượng của khu vực táng thần hỏa ngục quá mức đáng sợ khoảng cách hỏa như liệt thông qua xé rách xuyên qua không gian nhận đến hạn chế cực lớn nhưng vẫn nhanh vô cùng rất nhanh liền đã xuyên qua ngàn dặm mà vào lúc này trong tay vân triệt chậm rãi cầm lên một viên ngọc thạch đỏ như máu khí tức nóng rực của ngọc thạch khiến hỏa như liệt nhất thời quay đầu chu tước ngọc chu tước ngọc tại đại hội tông môn của băng hoàng thần tông vào mấy tháng trước ba tông chủ viêm thần dùng khi bái phòng đã đưa cho mộc huyền âm lại được mộc huyền âm trực tiếp ném cho vân triệt mà vân triệt đã nhắm hai mắt lại ý thức cấp tốc trầm xuống chu tước ngọc cũng biến mất trong tay hắn bốp trong không gian thiên độc châu vân triệt vỗ một cái lên mông đít nhỏ của hồng nhi hồng nhi đang ngủ say oa một tiếng ôm mông nhảy dựng lên vẻ mặt uất ức nói chủ nhân ngươi ngươi ngươi, vì sao ngươi lại đánh mông người ta? Tiểu nha đầu này, Vân Triệt nghiến răng một trận, bên ngoài nghiêng trời lệch đất, nàng vẫn có thể ngủ được ngon lành như vậy. Phù, bình tĩnh, chấn định, nha đầu này là tiểu tổ tông, không thể chọc, không thể trêu vào. Trên mặt Vân Triệt nhất thời lộ ra nụ cười vô cùng ôn hòa, sau đó cầm lấy chu tước ngọc trong tay. Hồng Nhi, sau khi ta đến thần giới thật lâu vẫn chưa hề chơi đùa cùng ngươi, luôn luôn áy náy trong lòng, cho nên, hương vị thật dễ ngửi. Lời Vân Triệt còn chưa dứt, đôi trong mắt của hồng nhi đã sáng lóng lánh như sao nhìn chằm chằm chăm chú vào chu tước ngọc trong tay vân triệt sau đó trước mắt vân triệt lóe lên một đường sáng đỏ trên tay nháy mắt chợt nhẹ hồng nhi không thấy nữa chu tước ngọc cũng không thấy rắc rắc tiếng cắn thanh thúy truyền đến từ phía sau hắn vân triệt xoay người không nói gì nhìn hồng nhi đang cắn vỡ từng miếng một chu tước ngọc ẩn chứa lực lượng khủng bố cực đoan sau hai ba miếng ực ực nuốt vào khóe mắt vân triệt giật giật mệt ta còn suy nghĩ nên dỗ nàng ăn như thế nào hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều hồng nhi hít mắt xòe hai tay nhỏ bé ra đã không có này hả hả trước mắt nàng đã không còn bóng dáng của vân triệt hồng nhi lắc lắc ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ suy tư vì sao bỗng nhiên rời đi chẳng lẽ chủ nhân tức giận người ta sao hòa tông chủ còn xa lắm không ý thức vân triệt khôi phục gào lớn nói theo bọn họ tới gần biển lửa bốc lên lực lượng gió lốc mãnh nhiệt đều không chỉ mãnh nhiệt hơn mấy lần còn rất xa vậy nhanh lên nữa càng nhanh càng tốt sư tôn của ta không chống đỡ được quá lâu, mà nó, hỏa như liệt mắng to một tiếng, viêm lực bắt đầu khởi động, trực tiếp cắt ra vết rách không gian cao mấy trượng ở trước người, tốc độ liên tục xuyên qua lại một lần nữa nhanh hơn. Tiểu tử, người đã không phải đi chịu chết, tốt xấu gì nói cho ta biết trước người rốt cuộc muốn làm cái gì, cho dù hỏa như liệt đào rỗng cả đầu óc của mình, cũng nghĩ không ra vân triệt có thể sử dụng biện pháp gì đi cứu mộc huyền âm. Vân triệt hơi cắn răng, không nói gì, vậy ngươi nói với ta, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? quả như liệt vừa kiệt lực xuyên qua không gian vừa lại quát vân triệt trầm giọng nói không hề nắm chắc chính là có một chút khả năng như vậy cái gì ngươi ngươi tiểu tử này hai mắt hỏa như liệt trợn trường vân triệt nắm chặt hai tay nhưng đó là sư tôn của ta càng là người đối xử tốt nhất với ta sau khi ta đến thần giới cho dù chỉ có một chút khả năng ta cũng quyết không thể trơ mắt nhìn sư tôn chết quả như liệt chợt cười to cắt cũng không biết các cô nương kia sử dụng yêu pháp gì với ngươi lại khiến tiểu tử ngươi khăng khăng một mực như vậy thật sự kỳ quái, ngươi xem như kéo ta đi chết như vậy, ta rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, lại có phần thích tiểu tử ngươi hơn, ha 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 ha, nắm chặt, xé rách không gian táng thần hỏa ngục, kể cả hỏa như liệt, mỗi một lần cũng phải dốc hết toàn lực, khi gần đến bốn ngàn dặm, mỗi một khoảnh khắc đều là phong vân biến sắc, khi gần đến hai ngàn dặm, dư ba lực lượng và khí thế không ngừng vọt tới như từng chiếc búa tạ đánh lên ngực phân triệt, khiến cho hắn khó chịu muốn chết, còn cánh tay của hỏa như liệt cầm lấy hắn bắt đầu khởi động huyền lực một đường vách chắn hỏa diễm màu đỏ nhạt chung toàn bộ thân thể hắn vào trong đó hoàn toàn ngăn cách tất cả chung quanh sắc mặt vân triệt cấp tốc khôi phục như thường gấp giọng nói hỏa tông chủ xin nhờ tới gần hai ngàn dặm những năm này hỏa như liệt từng nhìn cuộc chiến nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ gần nó đến như thế thế đi của hắn chưa giảm mang theo vân triệt tới gần từng chút một rất nhanh một ngàn năm trăm dặm một ngàn dặm tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa lực lượng gió lốc như tận thế tiến đến không dừng lại dù chỉ khoảnh khắc mà ít nhất chứng minh mộc huyền âm vẫn chưa hoàn toàn chết hỏa như liệt cắn chặt răng rót càng nhiều lực lượng lên vách chắn hỏa diễm ở chung quanh vân triệt sau đó tiếp tục tiến lên phía trước 900 dặm 800 dặm 700 dặm 600 dặm 500 dặm hỏa như liệt cuối cùng dừng lại trầm giọng nói không thể lại gần phía trước nữa bằng không nếu viễn cổ cầu long đột nhiên rời đi mục tiêu công kích về phía chúng ta hai người chúng ta đều chắc phải chết không thể nghi ngờ không gian chấn động nơi này vạn vợ từng tầng một nửa lực lượng hỏa như liệt che chắn cho mình một nửa lực lượng che chắn trên người vân triệt khoảng cách này nếu vách chắn trên người vân triệt giải trừ hắn sẽ bị hủy diệt thành bụi phấn trong nháy mắt không ngay cả một phấn đều không thừa lại trực tiếp sẽ bị hủy thành hư vô vân triệt vô cùng khẳng định nói sẽ không đâu sư tôn giết đồng bạn của nó nó dưới điên cuồng thầm nghĩ sẽ không tiếc tất cả giết sư tôn tuyệt đối sẽ không rời mục tiêu để cho sư tôn có cơ hội thờ dốc gì hơn nữa người tốt xấu gì đường đường thần quân lực lượng của con cầu long này và sư tôn ta đã suy yếu thành như vậy người không dễ dàng chết như thế hỏa như liệt chửi ầm lên lại túm lấy phân triệt tiếp tục vọt tới trước mà nó lão tử xem như thua ở trên tay tiểu tử ngươi ai bảo ngươi cố tình đã cứu tính mạng của diệp nhi ta liều mạng càng ngày càng gần trung tâm ác chiến của hai đại thần chủ cách vách chắn thủ hộ rất mạnh Vân Triệt vẫn có thể cảm thấy được một khủng bố trước nay chưa từng có, không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Theo bọn họ dần dần tới gần, liền ngay cả vách chắn hỏa diễm bảo vệ hắn, chút vào một nửa lực lượng của hỏa như liệt cũng bắt đầu xuất hiện lắc lư kịch liệt. Hỏa tông chủ, ở nơi này ngươi có thể truyền âm nhiều nhất đi bao xa? Vân Triệt vẫn cố hết sức duy trì bình tĩnh. Nếu là nơi khác, mấy vạn dặm cũng không có vấn đề gì. Tin nơi này, viêm lực hỏa ngục hơn nữa lực lượng của hai đại thần chủ quấy nhiễu, ba trăm dặm đã là cực hạn. Hảo như liệt quát, 450 dặm, 400 dặm, được, vậy tiếp cận đến 300 dặm là có thể. Vân Triệt nói, quả như liệt không nói nhảm, mang theo Vân Triệt tiếp tục đi lên trước, nhưng trong lòng thì thầm một trận, 300 dặm có thể, có thể đại gia ngươi, đây mà nó là liều mạng đó. 350 dặm, 300 dặm, dầm, ngàn vạn hỏa trụ chung quanh nổ tung, trong đó một trụ nuốt hết hỏa như liệt và Vân Triệt vào trong đó, lúc hạ xuống. Toàn bộ tóc của hỏa như liệt đều cháy, trên người có mấy chỗ cháy đen, một tay hắn đặt lên người Vân Triệt một tay chống trên người, dùng hết toàn lực chống đỡ dư ba lực lượng đến từ hai đại thần chủ. Ba trăm dạm không sai biệt lắm, ngươi muốn làm gì, nói mau, ta chỉ chống đỡ không được bao lâu nữa, nói cho ta khoảng cách với phương hướng chuẩn xác, tốt nhất chuẩn xác đến một trượng. Vân Triệt nói, má nó, ngươi tiểu tử này, quả như liệt hung hăng cắn răng, tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, sau đó cấp tốc giơ tay, điểm vào mi tâm Vân Triệt. Đây chính là khoảng cách và phương hướng của bọn họ, chỉ có điều bọn họ luôn luôn đang di chuyển, chân mày Vân Triệt trầm xuống, được hiện giờ lập tức truyền âm cho sư tôn của ta tốt nhất là hồn âm dầm một đường sóng khí vô hình đến từ phương xa thổi tới ngực của hỏa như liệt sắc mặt hỏa như liệt trắng nhợt suýt chút nữa phun ra một búng máu nhanh đặt tay lên trên đầu ta tự ngươi làm ta sắp không chống đỡ nổi vân triệt nhanh chóng đưa tay ngón tay điểm lên trên mi tâm của hỏa như liệt một luồng hồn âm nhất thời thông qua tinh thần lực khổng lồ của hỏa như liệt chuyển vào trong tâm hồn của mộc huyền âm sư tôn chịu đựng đệ tử lập tức đến bên cạnh sư tôn sư tôn đừng mắng đệ tử rời đi nghe cho kỹ lời nói tiếp theo của đệ tử sau khi hồn âm của đệ tử gián đoạn sư tôn đếm thầm 5 giây sẽ có một huyền chu cỡ nhỏ xuất hiện ở chung quanh sư tôn sư tôn lập tức dùng lực lượng bọc lấy huyền chu và đệ tử đi ra từ trong huyền chu đệ tử sẽ sáng tạo cơ hội để cho sư tôn giết nó tin tưởng đệ tử không đợi một huyền âm có bất kỳ đáp lại hồn âm của vân triệt sĩ nhiên gián đoạn trong vách chắn thủ hộ thái cổ huyền chu được hắn nắm trong tay sau đó cấp tốc phóng đại phóng đại tới lớn chừng một trượng Hòa tông chủ, đừng giải trừ vách chắn. Sau khi chiếc huyền chu này biến mất, người lập tức rời đi. Nếu ta có thể còn sống, nhất định báo đáp ơn này. Vân triệt cào xong, cả người đã biến mất, tiến vào trong thái cổ huyền chu. Bên trong không gian của thái cổ huyền chu, lực lượng của chu tước ngọc rót vào, khiến thế giới này lại xuất hiện một chút sinh cơ mới. Nhưng mà, năng lượng của chu tước ngọc có thể dẫn hắn xuyên qua 300 dặm hay không, hắn không biết, thậm chí có thể xuyên qua hay không, hắn đều không thể xác định. Bởi vì Thái Cổ Huyền Chu mang theo một thế giới khổng lồ di động, cho nên đơn vị năng lượng tiêu hao cực kỳ to lớn, yêu cầu cấp bậc nguồn năng lượng càng cực cao. Ở thời cổ đại, nó là huyền chu thuộc về thần tộc, phải cần cũng tự nhiên là nguồn năng lượng cấp bậc của thần. Lúc trước năng lượng do Kim Ô Ngọc rót vào, sau khi hắn đi tới đi lui Thương Vân Đại Lục không lâu đã tiêu hao hết, tiếp sau, hắn liền không dùng tới Thái Cổ Huyền Chu, càng chưa từng dùng ở thần giới, bởi vì trước đó hắn cũng không tìm được nguồn năng lượng thích hợp cho Thái Cổ Huyền Chu có thể xuyên qua không gian của thần giới khi lấy kim ô ngọc làm nguồn năng lượng không gian hắc ám của thí nguyệt ma quật thế giới hắc ám ở giới tuyệt phân nhai nó đều không thể xuyên qua mà không gian của thần giới chỉ biết kiên cố hơn chúng dưới nguồn năng lượng giống nhau gần như không có khả năng xuyên qua mới đúng mà chu tước ngọc hiển nhiên là nguồn năng lượng có cấp bậc giống với kim ô ngọc khi hắn nhận lấy nghĩ đến chính là sau khi trở lại hạ giới có thể dùng nó làm nguồn năng lượng cho thái cổ huyền chu nhưng hiện giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đánh cược trong thế giới huyền chu vân triệt tay cầm kiếp thiên kiếm trong lòng vừa đếm thầm thời gian vừa mặc niệm thái cổ huyền chu người tốt xấu gì là thần vật của kiếm linh thần tộc viễn cổ cầu ngươi nhất định phải không chịu thua kém chút chỉ có 300 dặm cho dù ngươi một hơi hao hết toàn bộ lực lượng của chu tước ngọc cũng nhất định phải xuyên qua được nếu không được lão tử chết ngươi cũng chết theo lão tử có thể sống cũng sẽ đập phá ngươi ba giây bốn giây năm giây thoáng chốc không gian bên ngoài nháy mắt thay đổi thành công Thành công, lực lượng hoàn chỉnh của Chu Tước Ngọc có lẽ còn hơn suy nghĩ của Vân Triệt, trong thời khắc kinh hồn này, Thái Cổ Huyền Chu thành công hoàn thành lần đầu tiên xuyên qua không gian ở thần giới, tuy rằng chỉ có 300 dặm ngắn ngủi, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, đã là kỳ tích sáng sủa, nếu như có thể mà nói, kết quả tốt nhất, không thể nghi ngờ là có thể dẫn Mộc Huyền Âm vào Thái Cổ Huyền Chu sau đó trốn đi, nhưng mà, Vân Triệt không dám hy vọng xa vời có thể có cơ hội như vậy, mà hắn đánh cược, mới vừa bắt đầu, khoảnh khắc không gian thành công xé rách Vân Triệt nháy mắt cưỡng ép mở anh thiên trạng thái huyền lực đạt đến cực hạn nắm chặt kiếp thiên kiếm chạy ra khỏi thái cổ Huyền Chu xông về phía trung tâm hai đại thần chủ đang giao chiến một nơi khủng bố mà trong một khoảnh khắc đều có thể hoàn toàn xóa hắn đi nhưng hắn không hề do dự bởi vì hắn tin tưởng Mộc Huyền Âm hắn cũng tin tưởng Mộc Huyền Âm sẽ tin tưởng hắn lúc thái cổ Huyền Chu xuất hiện một vách chắn hàn băng cự lớn liền bao phủ lấy nó đây là lực lượng cuối cùng của đèn cầy sắp tắt đến từ Mộc Huyền Âm làm thần vật tượng cổ. Vân Triệt xác định nó tuyệt đối không dễ dàng bị phá hủy như vậy, mà cần được bảo hộ không phải là Thái Cổ Huyền Chu, mà là hắn. Lúc Vân Triệt lao ra khỏi Thái Cổ Huyền Chu, liền trực tiếp bị bao phủ trong hàn tinh, ánh nhìn đầu tiên của hắn, liền thấy được ánh mắt của Mộc Huyền Âm, thân thể của nàng trực tiếp đánh vào trên thân hắn, bàn tay nhuốm máu chặt chẽ túm lấy bờ vai của hắn, gần như chút xuống tất cả lực lượng còn sót lại lên trên hàn tinh bảo hộ hắn. "Ngươi!" nàng định tức giận mắng nhưng viễn cổ cầu long trong điên cuồng làm sao cho họ cơ hội khoảnh khắc lúc mộc huyền âm dồn hết toàn lực đánh về phía thái cổ huyền chu và vân triệt viễn cổ cầu long cũng đã gầm lên giận dữ bay nhào tới lòng chảo vĩ đại vòng quanh long viêm ngập trời hung hăng nện xuống về phía mộc huyền âm và vân triệt máu tươi đến từ mộc huyền âm nhanh chóng nhiễm đỏ áo ngoài của vân triệt đối mặt với lực lượng hủy diệt đến từ viễn cổ cầu long đổi giết tới hơn phân nửa lực lượng của nàng đã dùng để bảo vệ vân triệt đã vốn không cách nào chống đỡ liền ngay cả thoát khỏi khí thế áp bách của nó mang theo vân triệt tránh đi đã không cách nào làm được bởi vì một khi lực lượng của nàng dồn vào trên người vân triệt biến mất hoặc yếu bớt đừng nói dư ba dính vào chỉ cần uy áp đến từ cầu long đều đủ hủy diệt hắn trong nháy mắt nàng không biết vì sao hắn lại muốn xông tới đây vân triệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn long chảo giống như từ trên trời cao rớt xuống sóng mắt tĩnh như hồ băng sau đó hai mắt lại trực tiếp nhắm chặt theo ý niệm của hắn tập trung thời gian giống như đột nhiên chậm lại kiếp thiên kiếm nâng lên Mũi kiếm chỉ thẳng trên không, sau đó chậm rãi vung lên, nhô lên cao vẽ lên một hình vòng cung tiêu chuẩn. Theo mũi kiếm không tiếng động vẽ lên, không gian, pháp tắc, trật tự chỉ tới đột nhiên hỗn loạn lên, thành còn một chút cơ hội sống sót, bại chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gia gia, cha nương, nguyên bá, linh tịch, thải y, nguyệt nhi, tuyết nhi, linh nhi, phù hộ ta, nhất định phải thành công, cần phải thành công. Thời gian giống như đã dừng lại, thế giới biến thành vô cùng yên tĩnh theo kiếp thiên kiếm vẽ nên một hình vòng cung hoàn chỉnh một huyền trận vô sắc vô hình không khí tức không dấu vết thế gian chỉ có vân triệt mới có thể cảm nhận được thành hình trong khoảnh khắc trong tròng mắt của vân triệt cũng vào lúc này chợt mở ra phóng xuất ra hàn mang quyết tuyệt ta thần thức thứ tư nguyệt vãn tinh hồi vân triệt hắn đến nơi đó như thế nào trên hình chiếu chu tước lại rõ ràng xuất hiện bóng dáng của vân triệt mà càng khiến cho bọn họ trố mắt là khu vực tràn ngập lực lượng của thần chủ bạo liệt kia cho dù là nhân vật cấp bậc như diễm vạn thương viêm tuyệt hải đến đó cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị trọng thương thậm chí chết mà phân triệt lại còn sống xuất hiện ở đó mọi người còn vốn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lên nhìn thấy phân triệt thế mà lại giơ kiếm lên nghênh đón viễn cổ cầu long mang theo long viêm phẫn nộ đánh tới một màn này giống như một con kiến nhỏ bé giơ cánh tay lên nghênh đón trời cao lật úp xuống lực lượng của viễn cổ cầu long cho dù một mình mộc huyền âm cũng đã vốn không có khả năng chính diện đón đỡ chứ đừng nói tới còn phải che chở cho phân triệt kết cục hoặc là hai người đồng thời chôn diệt, hoặc là nàng thu lực một mình miễn cưỡng trốn đi, nhưng đối mặt với Vân Triệt liều mạng vọt tới bên người nàng, nàng dưới ý thức mơ hồ, lại hoàn toàn theo bản năng chút càng nhiều lực lượng xuống trên người Vân Triệt, Lòng Uy tử vong càng ngày càng gần, nhưng mà, trong tích tắc ngay trước khi sắp hoàn toàn chụp xuống, tất cả lực lượng, khí tức, uy áp thậm chí nóng rực đều biến mất trong một nháy mắt và lại hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, giống như cả người bị rơi đến một thế giới yên tĩnh, một tiếng rồng ngâm tức giận, còn rõ ràng mang theo thống khổ chấn không truyền đến mộc huyền âm lập tức quay đầu rõ ràng nhìn thấy viễn cổ cầu long một khoảnh khắc trước rõ ràng đánh xuống nhưng lại lật ngang ra ở trên không vô số miệng vết thương toàn thân đang điên cuồng nứt toác bắn ra long huyết đầy trời đó là cái gì trên hình chiếu chu tước mọi người từ tông chủ đến đệ tử toàn bộ giống như bị thiên lôi đánh vào người tiếng gầm sợ hãi phát ra xé rách tiết hầu từng đôi mắt trong phóng đại kịch liệt trước nay chưa từng có gần như phá nát mỗi người bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy phiến cổ cầu long mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, long chảo đủ để xé một thần quân thành cho tàn. khi đụng chạm đến cự kiếm trong tay Vân Triệt, thế mà lại đột nhiên lật ngang ra, trong bi giống rắc máu đầy trời, rõ ràng là bị thương nặng trong một chớp mắt, mà Vân Triệt trong mộc huyền âm gần chết, lại bình yên vô sự. bọn họ chưa bao giờ giống như giờ phút này hoàn toàn không thể tin nổi vào con mắt của mình. trong bọn họ, một phần rất lớn đều sống trên vạn năm, nhưng toàn bộ lời đồn hoang đường nhất mà cả đời bọn họ từng nghe hình ảnh hoang đường nhất đã từng chứng kiến cộng lại cũng không bằng một phần vạn hình ảnh lần này đó là viễn cổ cầu long thần chủ cảnh là tồn tại cường đạt nhất trong lịch sử vài chục vạn năm minh mông của toàn viêm thần giới cho dù diễm vạn thương là nhân loại mạnh nhất trong toàn giới kể cả mười diễm vạn thương đều tuyệt đối chắc chắn không thể nào làm được lại chớ mắt nhìn thấy vân triệt một kiếm bị thương nặng viễn cổ cầu long thành thành công trong lòng vân triệt điên cuồng hét lên sự cường đại của tà thần quyết biểu hiện trực quan nhất chính là huyền lực sau khi mở cảnh quan gia được tăng phúc cực kỳ khoa trương điều này cũng chính là chỗ dựa lớn nhất để Vân triệt có thể chiến thắng đối thủ huyền lực cao hơn mình mà chỗ cường đại chân chính cũng là chỗ năng lực trung tâm chính là bất chấp thậm chí nghịch loạn pháp tác tăng phúc huyền lực quá mức khoa trương vốn vượt ra khỏi giới hạn pháp tác bình thường băng viêm khủng bố do hỏa diễm với hàn băng hình thành cũng là lực lượng ngoài pháp tác vẫn nguyệt châm tinh của cảnh giới tà phách phong vân toàn nhật của cảnh giới phần tâm diệt thiên tuyệt địa của cảnh giới luyện ngục tuy rằng đều cực kỳ cường đại nhưng còn không đạt đến được trình độ nghịch thiên mà nguyệt vãn tinh hồi ở cảnh giới tầng 4 oanh thiên cuối cùng đã lộ ra cao chót vót của nghịch loạn pháp tác một khi nguyệt vãn tinh hồi hình thành trật tự pháp tác của lực lượng chung và không gian này sẽ hoàn toàn nghịch phản toàn bộ lực lượng chạm tới sẽ bị phản nghịch trong nháy mắt cũng chính là tức thì phản chấn hơn nữa phản chấn này hoàn toàn hoàn chỉnh hơn nữa do vì trật tự pháp tác của lực lượng tác loạn với cường độ lực lượng đánh tới hình thức không hề liên quan chỉ cần nguyệt vãn tinh hồi có thể thành công thành hình đều sẽ hoàn toàn phản nghịch cho dù lực lượng ở cấp bậc rất cao cho dù là loại hình thức nào trừ phi có thể có rối loạn pháp tắc giống như lực lượng tà thần chỉ có điều cũng chính bởi vì pháp tắc nghịch loạn nghiêm trọng của tà thần thức thứ tư cũng tương đương làm trái với thiên đạo cưỡng ép vận dụng ắt sẽ gặp thiên đạo khiển trách cho nên một khi vân triệt cưỡng chế phát động tất sẽ thừa nhận hậu quả cực kỳ nghiêm trọng thọ nguyên tổn hại lớn thọ mệnh kịch liệt ngắn lại điều này cũng là vì sao tuy rằng vân triệt có thể miễn cưỡng mở ra cảnh giới tầng thứ tư oanh thiên đã lâu nhưng chưa bao giờ vận dụng đến nguyệt vãn tình hồi khoảnh khắc viễn cổ cầu long mang theo lực lượng hủy diệt của long viêm cuồn cuộn va và chạm vào kiếp thiên kiếm tất cả lực lượng cũng như chiếu xạ đến tấm hương nháy mắt đánh ngược lại vào trên người viễn cổ cầu long một huyền giả thần nguyên cảnh phản chấn công kích của một thú thần chủ đây là thần tích chỉ có ta thần lực mới có thể sáng tạo ra trong lịch sử toàn bộ hỗn độn mênh mông viễn cổ cầu long dưới bạo tàu mỗi một lần công kích đều dồn hết sự phẫn nộ không hề giữ lại mà bản thân nó ác chiến với mộc huyền âm trong vài canh giờ đã sớm mình đầy thương tích lực lượng bị phản xạ về đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là tự tay gieo xuống ác mộng mà lực lượng như vậy nháy mắt phản chấn nào chỉ có thương tổn bản thân ngược lại đơn giản như vậy cho dù là sinh linh nào trong toàn lực oanh kích trong nháy mắt kia không hề nghi ngờ là huyền lực phòng ngự với ý thức phòng ngự là lúc kém nhất trong nháy mắt khi lượng của bản thân mình đánh ra ra lại trực tiếp bị đánh ngược lại chẳng những vốn không có khả năng chống đỡ thương tích phải chịu cũng không hề nghi ngờ còn hơn thái độ bình thường xa xa một cảm giác cực kỳ khó chịu bao phủ toàn thân vân triệt đó là một cảm giác sinh mệnh bị cát hắn không kịp thở một hơi dùng hết toàn lực quát um lên sư tôn long khuyết viễn cổ cầu long gào thảm rung trời trên miệng vết thương toàn thân bị lực lượng đánh phản lại nổ tung hơn nửa long huyết nổ tung giống như mưa to phủ không mà bị hỏng mất không chỉ là miệng vết thương của nó còn có long lực phòng ngự của nó theo long thân cuốn lật ra long huyết trên bụng rồng dành mạch lộ ra trong mắt vân triệt nơi đó vốn ngưng tụ long lực phòng ngự lớn nhất, cũng dưới phản chấn hoàn toàn không cách nào đoán trước, không cách nào phòng ngự, hoàn toàn hỏng mất. Cho dù Mộc Huyền âm gần chết, ý thức của nàng cũng không phải vân triệt có thể bằng, vốn không cần nhắc nhở của hắn, cánh tay của Mộc Huyền âm đã nhanh như tia chớp chém ra, tuyết cơ kiếm nhuốm máu mang theo lực lượng thần chủ cuối cùng của nàng, hóa thành bạch mang đâm vào không khí bắn thẳng đến long khuyết của viễn cổ cầu long tuyết cơ kiếm vô cùng chuẩn xác đâm vào trên long khuyết của viễn cổ cầu long nếu lúc trước chỉ có kết quả tuyết cơ kiếm bị trực tiếp văng ra như một khắc này chỗ đó của viễn cổ cầu long cũng chỉ có nhược điểm cực đoan trí mạng trong tuyết cơ kiếm nở rộ quang hoa lộng lẫy một kiếm đâm vào thẳng đến hết chuôi kiếm long khuyết là long khuyết bị xỏ xuyên lại một loạt tiếng kêu kinh hãi gầm lên người của ba tông viêm thần còn chưa tỉnh táo lại từ trong giật mình cực lớn do một kiếm của phân triệt đánh bay viễn cổ cầu long gây ra một màn vừa mới tới lại khiến cho trái tim của bọn họ thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực đối với cầu long mà nói lòng khuyết tương đương với mệnh mạch của nhân loại lòng khuyết bị sỏ xuyên cũng như mạch máu của người bị chém đứt cho dù hoàn hảo không tổn hao gì cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong chứ đừng nói chi là con viễn cổ cầu long này đã long lực hao tổn rất lớn mình đầy thương tích và một khắc khi long khuyết bị tuyết cơ kiếm xuyên qua liền đã xác định con viễn cổ cầu long này bị mất mạng tiếng rồng ngâm vốn mang theo thống khổ vĩ đại đột nhiên thống khổ thêm mấy lần cũng mang theo thê lương và tuyệt vọng thật sâu dầm tuyết cơ kiếm bị chấn ra máu rồng như suối phun vĩ đại từ bộ phận long khuyết phun trào mà ra kia không chỉ là má rồng càng là lực lượng với sinh mệnh của viễn cổ cầu long cấp tốc tán loạn thành công vân triệt run giọng hô đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến là sinh cơ hơi xa vời duy nhất mà hắn nghĩ đến không phải nói là kỳ tích hắn còn sống đi tới bên cạnh mộc huyền âm thành công phóng xuất ra nguyệt vãn tinh hồi chưa bao giờ vận dụng không hề nắm chắc mộc huyền âm cũng vào khoảnh khắc sau đó lấy tuyết cơ kiếm xuyên suốt qua lòng khuyết của nó đây là kỳ tích mà hắn và mộc huyền âm cùng nhau sáng tạo ra nhưng mà tất cả còn không kết thúc như vậy ở trong tiếng rồng ngâm thê lương khiến trời đất run rẩy đuôi rồng vĩ đại mang theo lực tuyệt vọng quét về phía vân triệt trên đuôi rồng của viễn cổ cầu long đã rơi vào vực sâu tử vong không còn long viêm đây là oán hận của nó trước khi mất mạng phản công vẫn là lực thần chủ khủng bố tuyệt luân dầm mộc huyền âm nhào vào trên người vân triệt kết lên bông tuyết cực hạn ở trên người hắn đuôi rồng nặng nề đánh lên phía sau lưng mộc huyền âm sư tôn trong nháy mắt đó vân triệt giống như bị vạn tên xuyên suốt hồn phụt một ngụm máu nóng rực nhuộm đầy bả vai và sau lưng vân triệt khí tức của mộc huyền âm vốn suy nhược hỗn loạn giống như hoàn toàn bị đánh tan có trong nháy mắt như vậy vân triệt thậm chí hoảng sợ không phát hiện thấy sự tồn tại của khí tức mộc huyền âm viễn cổ cầu long dãy giụa và rít gào càng ngày càng mỏng manh máu rồng từ chỗ long khuyết phun ra đã bắt đầu hiện lên màu đỏ đen làm cho người ta sợ hãi mà trong đôi mắt bị thu hận với tuyệt vọng hoàn toàn tràn ngập lại gắt cao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt và Mục Huyền Âm, lực tuyệt vọng lại phát ra, thế mà lại bay ngang nhào về phía hai người, cho dù phải chết, nó cũng muốn đưa bọn họ cùng tới địa ngục vĩnh hằng. Trong mắt Vân Triệt phóng đại, lại phóng đại, sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra quang mang u lam, một đường thương lam long ảnh vọt lên cao hiện ra, đánh cược tất cả ý chí của ta, cho dù phải xé rách linh hồn của ta, lòng hồn lĩnh vực, bóng dáng thương long phát ra tiếng giết gào viễn cổ xé trời rách đất càng đắm chìm hoàn toàn tiếng rít cao tuyệt vọng của viễn cổ cầu long đây là long hồn lĩnh vực vực hạn nhất có cả tinh thần lực của bản thân mà vân triệt nháy mắt phóng thích ra theo hỏa ngục bỗng nhiên sôi trào thương lam long ảnh trong rít gào ầm ầm nổ tung diễm vạn thương hét thả một tiếng chợt ngồi sổ xuống hai tay gắt gao ôm lấy đầu mình phía trước hắn hình chiếu chu tước kéo dài vài canh giờ bỗng nhiên nất vụn tất cả hình ảnh âm thanh khí thức hoàn toàn hỗn loạn tông chủ trên dưới chu tước tông đều kinh hãi cuống quýt tiến lên phía trước có phải tinh thần lực đã đến cực hạn rồi không viêm tuyệt hải cho mày nói nhưng trong lòng lại nghi hoặc kỳ quái chính là hình chiếu chu tước mà nói không nên đến mức nhanh như vậy liền đã diễm vạn thương vẫn hai tay ôm đầu lại giống như không hề nghe được âm thanh từ bên ngoài hai mắt đăm đăm trong miệng thất hồn lầm bầm đây là cái gì theo thương lam long ảnh nổ tung ý thức cuối cùng của phân triệt là linh hồn của chính mình cũng vỡ vụn theo sau đó liền rơi vào trống rỗng hoàn toàn luận về tinh thần lực hùng hậu cũng như lực lượng nhân loại kém rồng xa xa muốn lấy tinh thần lực thất bại huyền giả dễ dàng nhưng muốn thất bại một chân long gần như là việc không có khả năng nhưng mà vốn làm tôn sư vạn long từ thời đại chư thần thượng cổ long hồn này tạo thành kinh sợ cho rồng còn vượt qua nhân loại thật lớn khi long hồn nổ tung giết gào rung trời toàn bộ ánh sáng cuối cùng trong mắt viễn cổ cầu long trực tiếp tán loạn hóa thành một mảnh đỏ tươi lòng thân nhiều máu cương cứng trong không trung lực lượng tuyệt vọng cuối cùng giống như bị cuồng phong cuốn bay cấp tốc sụp đổ tán loạn lấy huyền lực thần nguyên cảnh phản chấn lực lượng của rồng ở thần chủ lấy tinh thần thần nguyên cảnh kinh sợ linh hồn của rồng ở thần chủ vân triệt dồn hết toàn bộ lấy tồn tại nhỏ bé của bản thân đốt lên tia sáng hy vọng duy nhất mà hắn có thể bắt đến tuy rằng viễn cổ cầu long vốn đã rơi về phía tử vong nhưng nó dù sao cũng là rồng cấp bậc thần chủ long hồn giống như thần tích này kinh sợ liên tục mấy chớp mắt cũng đã là cực hạn mộc huyền âm ôm lấy thân thể vân triệt đã mất đi ý thức lòng bàn tay chậm rãi chìa về phía viễn cổ cầu long phóng xuất ra băng mang chói mắt cuối cùng phản công liều mạng cuối cùng của viễn cổ cầu long vốn tăng nhanh mất mạng của nó dưới long hồn làm kinh sợ lực lượng cuối cùng trực tiếp tán loạn lúc băng mang chạm vào thân thể long thân vĩ đại không hề có lực chống cự trở thành môi giới cho hàn băng ngưng kết chỉ trong nháy mắt toàn bộ thân hình đã bị tầng băng bao trùm lòng lực còn sót lại đã không còn biện pháp tránh thoát khí tức sinh mệnh cuối cùng đã quy về hư vô giới hàn khí xuyên suốt toàn thân một đôi trong mắt cuối cùng hoàn toàn mất đi sáng rọi hai con viễn cổ cầu long chết toàn bộ như vậy cánh tay mộc huyền âm chậm dãi buông theo lực lượng cuối cùng của nàng phóng thích một đầu tóc dài hoàn toàn biến thành màu đen trên người lại không hề có một chút hàn khí ngược lại hiện lên ấm áp vạn năm chưa từng thấy hơi thở đã mỏng manh đến ngay cả chính nàng cũng không thể phát hiện liền ngay cả cánh tay nâng vân triệt cũng đã nặng nề đến không cách nào nâng lên kịch độc trọng thương huyền lực chút hết theo sinh mệnh của viễn cổ cầu long mất đi ý thức của nàng cũng theo mơ hồ cấp tốc quy về hắc ám đây là nơi nào chỗ sâu trong ý thức của vân triệt truyền đến tiếng linh hồn hắn rên gì không được ta không thể ngất đi viễn cổ cầu long còn có sư tôn sẽ chết tỉnh lại mau tỉnh lại đi ý thức u ám mơ hồ chức này chưa từng có còn có đau đớn kịch liệt vô cùng giống như đau xót rời hồn năm đó từng thừa nhận trước u minh bà la hoa ở trong thí nguyệt ma quạt, nhưng ánh mắt hắn lại giống như bị kim đâm gắng gượng mở ra hắn cảm giác được một cánh tay mềm mại đang rời khỏi thân thể hắn trong tầm mắt mông lung hắn thấy được một tuyết ảnh bị máu tươi nhuộm hơn phân nửa không tiếng động rơi vào phía dưới phía dưới là thế giới màu đỏ mơ hồ táng thần hỏa mục tinh thần trầm trọng còn giống như bị núi cao vạn trượng đè lên nhưng bàn tay hắn lại gần như theo bản năng chìa ra tung lấy bóng trắng từ bên người bản thân rơi xuống sau đó gắt cao ôm lấy trước người hơi thở mỏng manh làm cho lòng người vỡ vụn lại khiến cho linh hồn rơi ra của hắn trở nên đặc biệt yên ổn nơi xa tầm mắt một bóng dáng to lớn bị băng phong thẳng tắp rơi xuống viễn cổ cầu long đã tử vong Vân triệt ô mộc huyền âm, hàm răng gắt cao cắn lấy đầu lưỡi, ý thức còn sót lại thúc giục thân thể hắn, ở trong thế giới mông lung thác đoạn bay về phía bóng dáng to lớn kia, đây là thành quả sư Tôn quên mình đổi lấy, ta tuyệt đối không thể để cho nó tan biến trong táng thần hỏa ngục giống như con trước đó, mặc dù ý thức tùy tiện ở bên bờ băng diệt, nhưng huyền lực còn đó, viễn cổ cầu long cấp tốc tới gần trong tầm mắt mơ hồ, tay trái của hắn chìa ra, chạm vào trên xác chết của viễn cổ cầu long, nháy mắt nhét nó vào trong thiên độc châu, trong lòng khẽ thả lỏng ý thức nháy mắt trầm xuống, thân thể nhất thời hoàn toàn mất khống chế, mang theo Mộc Huyền Âm bay về phía hỏa ngục vô tận phía dưới, không được, trạng thái này của sư tôn vốn không chịu nổi hỏa ngục, Thái cổ huyền chu, Thái cổ huyền chu luôn luôn lơ lửng ở đó, cho dù là lực thần chủ đều không thể phá hoại nó được. Vân Triệt liều mạng ngưng tụ hồn lực tiến vào Thái cổ huyền chu, một giây, hai giây, ba giây, khoảnh khắc khi thân thể sắp đụng chạm đến hỏa ngục, ý niệm tiến vào Thái cổ huyền chu cuối cùng hoàn thành, một đường sáng trắng lóe lên vân triệt và mộc huyền âm nhất thời biến mất trong hỏa ngục mịt mờ tần mắt đã hoàn toàn tái nhợt không cách nào nhìn cái gì ngũ cảm mỏng manh đến gần như không tồn tại ý thức được bản thân đã tiến vào trong thái cổ huyền chu bên người là xúc cảm mông lung đến từ mộc huyền âm hắn thả lòng ý thức nháy mắt chết ngất theo ý thức của hắn hoàn toàn yên lặng phía trên hỏa ngục thái cổ huyền chu mất đi liên hệ linh hồn nhất thời rơi xuống rơi thẳng vào trong hỏa ngục mờ mịt đảo mắt biến mất không thấy gì nữa hồi lâu hỏa ngục bốc lên mới cuối cùng chân chính lắng xuống, hơn nữa còn bình ổn hơn bình thường. Vân tiểu tử, một tiếng gầm to dồn dập cấp tốc đến gần, hỏa như liệt lòng như lửa đốt lao đến, lại đã không thấy bóng dáng gì, không phát hiện được khí thức gì. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hỏa như liệt cấp tóc quét ngang, trên mặt tràn đầy kinh nghi và nôn nóng. Sau khi được vân chia tới gần 300 dặm, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người lại, hắn liền nghe được viễn cổ cầu long hét thảm một tiếng, một trận dư ba lực lượng quét tới, bức hắn ra gần trăm dặm sau đó một tiếng rồng ngâm rõ ràng không thuộc về thái cổ thương long chấn động hai tay hắn ù ù khi hắn hồi hồn lại lúc phục hồi tinh thần lại hắn cảm giác được tất cả khí tức thế mà lại không thấy hắn vội vã lao đến nhưng mộc huyền âm vân triệt thậm chí con viễn cổ cầu long kia lại đều không có bóng dáng trong không khí chỉ còn sót lại cho tàn lực lượng và mùi máu tanh của rồng cực kỳ nồng đậm chẳng lẽ đều chết hết hỏa như liệt kho có thể tin lầm bầm hắn nhìn xuống dưới sau đó nhíu mày bỗng nhiên phi vào trong táng thần hỏa ngục quả như liệt chưa từ bỏ ý định tìm kiếm trong hỏa ngục hy vọng xa vời có thể tìm tới chút gì hắn lẻn vào sâu đến cực hạn có khả năng lẻn vào lại lướt ngang mấy trăm dặm hỏa ngục lại không hề thu hoạch được chút gì khi hắn cuối cùng hết hy vọng từ hỏa ngục đi ra nhìn thấy diễm vạn thương viêm tuyệt hải cùng với một đám trưởng lão cấp cao đều đã đến gần trăm người đối mặt với hỏa ngục bình tĩnh lạ thường đều ngẩn người thật lâu hòa tông chủ có tìm được cái gì không diễm vạn thương hỏi quả như liệt vụt phi thân lên hồ lớn nói rốt cuộc sau lại như thế này, nơi này xảy ra chuyện gì? Lúc trước ta quay người mà thôi, bọn họ đều đã đi đâu rồi? Vân tiểu tử đâu? Cầu Long kia, đã chết? Viêm Tuyệt Hải nói, giọng điệu hơi phù phiếm, chết như thế nào? Nếu không phải ta đích thân nhìn thấy, nói ra, người cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Diễm Vạn Thương than thở nói, khoảnh khắc Vân Triệt một kiếm đánh bay viễn cổ cầu long giờ phút này hiện lên, vẫn khiến linh hồn hắn chấn động kịch liệt, hắn chưa từng nghĩ đến, bản thân có địa vị, huyền lực đứng ở đỉnh viêm thần giới sẽ có một ngày bị một tiểu bối mới vào thần đạo không lâu bị kinh hãi đến nông nỗi như thế này viêm tuyệt hải nói đơn giản mà nói là long khuyết của nó bị ngâm tuyết giới vương một kiếm xuyên qua bị xuyên qua long khuyết nó tuy hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng trước khi nó chết lại phản công lại lời còn chưa dứt viêm tuyệt hải nặng nề lắc đầu theo hình chiếu chu tước đột nhiên nứt vụn sau đó xảy ra chuyện gì bọn họ không ai nhìn thấy nhưng hoàn toàn đủ để tưởng tượng đến sau khi mộc huyền âm bằng vào dư lực sau cùng đâm ra tuyết cơ kiếm lại không có khả năng chống đỡ được phản công của viễn cổ cầu long trước khi chết đánh tới kết cục không hề nghi ngờ là thầy trò hai người táng mạng dưới móng cầu long sau khi cầu long chết hai người một dòng rơi xuống vĩnh viễn chôn cất trong hỏa ngục con cầu long đầu tiên bị cấm trận của mộc huyền âm diệt sát đã chôn cất trong hỏa ngục còn thứ hai lại cũng như thế hai con viễn cổ cầu long đều chết hết nhưng bọn họ lại cái gì đều không được đến hỏa như liệt không nói gì thật lâu mới nói nhỏ thế mà lại có chuyện như vậy mới vừa rồi ta tìm kiếm thật lâu dưới hỏa ngục không phát hiện ra cái gì cả, bao gồm cả xác chết con cầu long kia, xem ra, đã rơi xuống đến hỏa ngục rất sâu, mất không bao lâu, sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là số mệnh, một trưởng lão kim ô thờ dài nói, trước mắt vẫn nên nghĩ sao đãi chuyện này như thế nào với ngâm tuyết giới đi, diễm vạn thương trầm giọng nói, bọn họ nằm mơ, điều khó có thể nghĩ khi liệp sát cầu long sẽ lại xuất hiện dị biến như thế. Táng thần hỏa ngục thế mà lại sẽ xuất hiện hai con cầu long. Cuối cùng, mặc dù hai con cầu long đều mất mạng, nhưng bọn họ ngay cả một mảnh vầy rồng đều không thể được đến ngược lại chôn vùi ngâm tuyết giới vương mộc huyền âm và đệ tử thân truyền của nàng vân triệt sợ rằng một lần này ngâm tuyết giới sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng một trưởng lão chu tước cười khổ nói lần này mộc huyền âm đi đến viêm thần giới là vì trợ giúp bọn họ liệp sát cầu ong lại chôn vùi trong táng thần hoàng ngục mà địa vị và danh vọng của mộc huyền âm ở ngâm tuyết giới nặng nề bao nhiêu không cần nói cũng biết nếu như băng hoàng thần tông biết được chuyện này có thể nghĩ sẽ là bi phẫn tức giận cỡ nào mà không chỉ mộc huyền âm nếu như vân triệt không có chuyện gì lấy nguyên tố thiên phú còn hơn hỏa phá vân của hắn ở băng hoàng thần tông dưới toàn lực bồi dưỡng tương lai ngâm tuyết giới vô cùng có khả năng xuất hiện mộc huyền âm thứ hai nhưng mà hiện giờ ngay cả vân triệt cũng mà viêm thần giới bọn họ tuy rằng giấc mộng thất bại nhưng thật ra lại không hề tổn thất chút gì ngâm tuyết giới không có mộc huyền âm lại có gì đáng sợ một trưởng lão phượng hoàng nói viêm tuyệt hải vô lực nói đây không phải vấn đề sợ hay không sợ Thầy trò ngâm tuyết giới vương gặp phải tai họa này, nguyên nhân cực kỳ lớn là chúng ta không tin tưởng vân triệt, nếu khi đó chúng ta, cho dù thoáng truyền âm nhắc nhở, đều sẽ không phải là kết quả như thế này, diễm vạn thương. Cái này, cũng trách không được chúng ta, lời nói như vậy, lúc đó sao có thể sẽ có người tin, trưởng lão Phượng Hoàng không đủ tự tin nói, một trưởng lão Kim Mô nói, ta cảm thấy vốn không cần phí sức như thế, ngâm tuyết giới không có mộc huyền âm, vốn không xứng đánh đồng với viêm thần ta, sợ rằng bọn họ không dám chất vấn thật sự có can đảm muốn giao đãi gì, trực tiếp đánh về là được. Tuy rằng không được đến cầu Long, nhưng Mộc Huyền Âm đã chết, cũng không có chuyện xấu gì đối với chúng ta. Trưởng lão Kim Âu vừa dứt lời, quả như liệt đã giận dữ. Thúi lắm, người của viêm thần giới chúng ta từ khi nào thành loại đê tiện vô sỉ này. Cho dù lúc trước có ân oán gì, Mộc Huyền Âm vì chúng ta mà đến, vì chúng ta mà chết, cho dù như thế nào đều phải cho ngầm tuyết giới giao đãi. Quả như liệt ta vẫn cần ra mặt, dạ lão hổ lỡ lời. Trưởng lão Kim Âu kia vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng thì thầm trước kia tông chủ hạn ngâm tuyết giới càng hạn mộc huyền âm hận đến nghiến răng nghiến lợi sau hai ngày nay lại thay đổi tính tình vậy diễm vạn thương nói một thần chủ ngã xuống ở toàn bộ thần giới là một chuyện lớn rất nhanh sẽ chuyển ra nếu chúng ta không cho ngâm tuyết giới giao đãi sợ rằng sẽ rơi vào chư giới thần vực coi khinh tông chủ hiện giờ nên làm như thế nào có cần lập tức truyền âm cho ngâm tuyết giới không một trưởng lão chu tước than thở nói diễm vạn thương suy tư thật lâu lắc lắc đầu chuyện ngày hôm nay tạm thời giữ kín không nói ra đợi mấy ngày sau nghĩ kỹ xem ứng đối với cơn giận dữ của ngầm tuyết giới như thế nào lại chuyển âm ly viêm tuyệt hải gật đầu hỏa như liệt cũng không phản đối nhân vật cấp bậc cao nhất của viêm thần giới này mang theo tâm tình vô cùng phức tạp rời khỏi táng thần hỏa ngục khi đi ra khỏi khu vực của táng thần hỏa ngục diễm vạn thương bỗng nhiên đứng lại nặng nề thở dài trách không được long thần giới có thể trở thành sư tôn của vạn giới về sau đừng tùy tiện trêu chọc long tộc thế giới không biết ý thức yên lặng của vân triệt ở trong dãy giụa mãnh liệt gian nan hồi phục đang ở đâu không được phải tỉnh lại sư tôn hao hết huyền lực trọng thương kịch độc chỉ có ta mới có thể cứu nàng bằng không sư tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhất định phải tỉnh lại kỳ tích long hồn lĩnh vực nở rộ dồn hết toàn bộ ý chí của hắn tạo thành áp chế ngắn ngủi đối với viễn cổ cầu long khiến công kích tuyệt mệnh cuối cùng của nó cùng với ý thức của nó đồng thời tán loạn bằng không hắn và mộc huyền âm nhất định đồng thời bỏ mạng dưới một kích cuối cùng trước khi viễn cổ cầu long chết từ trước tới nay long hồn lĩnh vực cực hạn nhất trực tiếp khiến đóng dáng thương long đang trong cầm thét nổ tung hậu quả tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng hắn chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt và trầm trọng như thế có lẽ ngủ say mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể hoàn toàn hồi phục lại tinh thần lực nhưng mà lại hắn tuyệt đối không thể cứ mê man như vậy tiếp dưới hắn cực lực dãy ruộng sâu trong linh hồn linh hồn phượng hoàng với linh hồn kim ô đang trong ngủ say đồng thời thiêu đốt ý thức trầm trọng của hắn nhất thời tỉnh táo lúc trước hai mắt mặc cho cố gắng như thế nào đều không thể mở ra lại đang trong run run chậm rãi mở ra ngay trong giây đầu tiên khi ý thức tỉnh lại vân triệt bỗng chốc ngồi dậy trước mắt là thế giới mênh mang khô héo là không gian độc lập thuộc về thái cổ huyền chu ánh mắt của vân triệt gấp gáp quét quanh trong nháy mắt ánh mắt chặt chẽ ngừng lại trên người nữ tử ở bên cạnh mộc huyền âm ở ngay bên cạnh hắn có thể đụng tay đến tổng tông chủ của băng hoàng thần tông đại giới phương của ngâm tuyết giới mỗi câu, mỗi từ của nàng đều có thể thay đổi toàn bộ ngâm tuyết giới. Nàng giận dữ có thể khiến chúng sinh ngâm tuyết cầm như hến. Nàng là nữ tử cường đại nhất từ trước đến nay của ngâm tuyết giới, cũng là thần tích mà trời cao ban cho ngâm tuyết giới. Giờ phút này tuyết y của nàng nhuồm máu, tóc dài mất đi toàn bộ băng mang, da như trâu ngọc, ngọc nhan tuyệt mỹ không tỷ vết, lại không hề có một chút uy lăng, làm cho linh hồn người ta đều tan nát cõi lòng. Vân triệt lần đầu tiên nhìn Mộc Huyền Âm ở khoảng cách gần như thế, có lẽ hắn cũng là người duy nhất trên đời ngoại trừ mộc bưng vân có thể gần sát như vậy nhìn thẳng vào người nàng cho dù ngọc nhan cánh môi đều trắng bệch như giấy nhưng vẫn o cách nào giấu được vẻ lãnh ngạo cao quý sư nhiên xuất trần phát ra từ trong xương làm cho người ta xấu hổ ánh mắt của vân triệt xuất hiện dại ra trong khoảnh khắc ngón tay hắn liền run run rất nhẹ thân mang băng hoàng phong thần điển cực hạn nhất của ngầm tuyết trên thân thể của nàng cho tới bây giờ đều hoàn toàn băng hàn mà giờ phút này ngón tay của hắn đụng chạm đến cảm giác được lại là vẻ nóng rực trong lòng hắn đột nhiên gấp gáp, sau đó lại bỗng nhiên mừng rỡ như điên, bởi vì từ trên người Mộc Huyền Âm, hắn rõ ràng cảm thấy được khí tức sinh mệnh tuy rằng mỏng manh, nhưng kiên cường tồn tại, tuy rằng hắn cố gắng tỉnh lại, nhưng vốn không biết mình đã hôn mê bao lâu, cho nên luôn trong hoảng sợ thật sâu, nhưng hiện giờ, tảng đá lớn nặng vạn quân vẫn luôn đè trên tâm hồn bỗng chốc biến mất, toàn bộ thế giới đều giống như bỗng chốc sáng ngời rất nhiều, thật tốt quá phù, ta thật sự quá ngây thơ rồi, sư tôn là nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế, mà chỉ cần còn khí tức sinh mệnh, ta nhất định cứu về được, ít nhất nhất định giữ được tính mạng của sư tôn. Hai tay vân triệt cấp tốc vươn ra, tay trái đặt lên trên ngực mộc huyền âm, tay phải phủ lên trên bụng nàng, lực lượng tinh lọc của thiên độc châu và linh khí thiên địa đồng thời tuôn về toàn thân mộc huyền âm. Âm âm, không gian chung quanh đột nhiên rung rung, cũng kèm theo tiếng gầm rú cực kỳ nặng nề, hoặc là vẫn luôn rung rung. Lúc trước Vân Triệt một lòng tập trung lên Mộc Huyền Âm mà không phát hiện ra, Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, sao lại thế này nơi này rõ ràng là thế giới bên trong thái cổ huyền chu hiện giờ không thể gặp được không gian gió lốc làm sao có thể hắn nhanh chóng phân ra ý niệm quan sát toàn bộ thế giới bên ngoài thái cổ huyền chu lập tức chấn động nơi này là dưới đáy táng thần hỏa ngục hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại sau khi ý thức của bản thân yên lặng thái cổ huyền chu tất nhiên vì mất đi không chế linh hồn mà tự nhiên rơi xuống từ phía trên hỏa ngục rơi thẳng xuống đáy hóa ngục mà nó hồng nhi ra hỏa kia thời khắc mấu chốt còn đang ngủ dưới đáy sâu nhất của táng thần hỏa ngục đó là khu vực khủng bố mà tam đại tông chủ viêm thần thậm chí cường giả trí tôn cấp bậc thần chủ đều không thể thừa nhận làm di tích thực thần đến từ thời đại thượng cổ hắn có đầy đủ lý do để tin tưởng cường độ lực lượng dưới đáy táng thần hỏa ngục chỉ có chân thần thượng cổ mới có thể thừa nhận và hiện tại khi không có chân thần tồn tại trừ bảo viễn cổ cầu long do táng thần hỏa ngục sinh ra hắn là sinh vật duy nhất có thể còn sống ở dưới đáy hỏa ngục về phần huyền chu nếu là huyền chu khác rơi vào nơi này cho dù là huyền chu mạnh nhất của tinh giới thượng vị cũng nhất định sẽ hóa thành cho tàn trong nháy mắt mà thái cổ huyền chu suy cho cùng là vật của thân tộc thượng cổ trước khi vân triệt tỉnh lại nó đã tồn tại ở dưới đáy táng thần hỏa ngục vài canh giờ thế giới ở bên trong nó run dày, giống như biểu thị nó đã đến cực hạn nguy rồi không thể mạo hiểm vân triệt nhanh chóng điều động ý niệm nhất thời thái cổ huyền chu cấp tốc hiện lên từ dưới đáy hỏa ngục vọt thẳng lên cho đến khi thoát khỏi hỏa ngục lơ lửng trên bầu trời cao màu đỏ không gian rung động cuối cùng dừng lại vân triệt không kịp quan sát thái cổ huyền chu có bị tổn hại gì hay không hoàn toàn tập trung ý niệm tinh lọc độc cầu long và khôi phục thương thế cho mộc huyền âm độc cầu long mà mộc huyền âm chúng còn hơn mộc băng vân 10 lần nhưng cũng may thời gian ngắn ngủi ngược lại còn tinh lọc dễ dàng hơn độc mộc băng vân chúng trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi đã thành công tinh lọc hơn phân nửa dưới linh khí thiên địa thần kỳ nội ngoại thương cũng toàn bộ ổn định lại khí tức sinh mệnh trở nên vững vàng nồng đậm chính là cho dù thương thế của nàng tốt lên huyền lực gần như hoàn toàn hao hết còn có máu băng hoàng yên lặng không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục hơn nữa vì phóng thích băng hoàng cấm trận nàng tổn hại lượng lớn tinh huyết nghe nói còn có thể khiến cho tu vi giảm xuống tinh huyết tổn hại cực lớn vân triệt có thể dùng lực lượng hoang thần tiến hành trợ giúp khôi phục chính là thời gian dài một chút mà thôi thần lực trợ giúp khôi phục đó hoàn toàn không có cách nào chỉ có hy vọng lời hỏa như liệt nói chính là tung tin vịt qua hồi lâu kịch độc trên người Mộc Huyền Âm cuối cùng hoàn toàn được tinh lọc, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông nặng nề ngã ngồi, chân chính uy hiếp đến tính mạng của Mộc Huyền Âm, đó là độc cầu long. Tuy rằng độc cầu long hoàn toàn tinh lọc mà nói, mặc dù huyền lực của Mộc Huyền Âm thiếu hụt, nội thương nghiêm trọng, nhưng với nội tình vô cùng hùng hậu của nàng, có thể nói muốn chết cũng khó khăn. Cuối cùng yên lòng, ý thức Vân Triệt mạnh mẽ chống đỡ nhất thời trở nên nặng như thiên quân, ánh mắt hắn vừa khép lại, nên muốn khiến bản thân mê man tiếp như vậy, bỗng nhiên lại trượt mở mắt đợi chút rõ ràng độc cầu long đã tinh lọc toàn bộ vì sao lại còn có trước khí ánh mắt vân triệt đảo qua chậm rãi di chuyển bàn tay về phía của mộc huyền âm dưới thăm dò ra như tuyết trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực gần như không hề giảm bớt chút nào so với lúc trước đây đây là có chuyện gì vân triệt trong lúc tâm loạn chợt thấy chân mày và lông mi của mộc huyền âm nhẹ nhàng giật giật sau đó đôi chóng mắt nhẹ nhàng mở ra sư tôn người đã tỉnh vân triệt vội vàng gọi nhưng Mộc Huyền Âm lại không hề có phản ứng, hai gò má của nàng nổi lên đỏ bừng có phần không bình thường, hai mắt mở ra giống như phủ một tầng hơi nước mê ly, hai cánh môi son nhẹ nhàng mở ra, hơi thở tràn ra trong môi nàng đặc biệt mềm nhẹ, nhưng phả lên trên mặt Vân Triệt lại hoàn toàn nóng mỏng. Đây, đây là. Đợi chút, đây là. Một khắc này Vân Triệt chợt nghĩ tới điều gì, hắn nhớ tới sau khi hoàn thành xong lễ bái sư, Mộc Huyền Âm trong cơn giận dữ, vì ép hắn cướp lấy băng hoàng nguyên âm của Mộc Phi Tuyết gượng ép dung nhập vào trong thân thể hắn một giọt máu cầu long là máu cầu long còn viễn cổ cầu long kia bị một kiếm của hắn đánh bật lại khi bị một kiếm của mộc huyền âm xuyên suốt long khuyết đã máu rồng đổ đầy trời hắn và mộc huyền âm cũng tự nhiên bị ngâm đầy người chính là trên người hắn không có miệng vết thương cho nên không bị máu rồng xâm nhập vào nhưng khắp cả người mộc huyền âm là thương tổn máu rồng rắc vào trên người nàng không thể nghi ngờ sẽ xâm nhập vào thân thể nàng còn có thể là xâm nhập số lượng lớn mà long tức là độc máu rồng thì dâm chỉ cần một giọt máu cầu long đã đủ đáng sợ vân triệt đã tự mình lĩnh giáo rồi nếu lượng lớn máu rồng quả thật không cách nào tưởng tượng nếu là mộc huyền âm ở trạng thái bình thường chỗ máu rồng này nàng trong tùy tay liền có thể hóa giải nhưng với trạng thái hiện giờ của mộc huyền âm một giọt máu rồng đối với nàng mà nói đều tuyệt đối đủ để chí mạng máu rồng không phải độc hắn không cách nào lấy thiên độc châu để tinh lọc quyền lực của hắn cũng còn xa mới hóa giải được bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không bức bản thân đến dáng vẻ thê thảm như thế kia như vậy muốn hóa giải máu rồng cũng chỉ có ý niệm thoáng qua trong đầu khiến Vân Triệt nháy mắt cả kinh đến đầu đầy mồ hôi lạnh, trái tim chợt ngừng, một tiếng rên rỉ mềm nhẹ giống như mộng vang lên bên tai Vân Triệt, giống như ma nữ quyến rũ rên rỉ, khiến linh hồn và xương cốt toàn thân Vân Triệt nháy mắt tê dại đi, lúc ý thức Vân Triệt thác loạn, một bàn tay ngọc chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt dại ra của hắn, nhẹ nhàng ôm lên trên cổ hắn, xúc cảm rất nhẹ rất mềm đến từ cánh tay này, không hề có khí lực, mà trong thủy mâu mờ mịt của nàng không hề có tiêu cự khi máu cầu long phát tác nàng trong ý đãng thần mê có lẽ vốn không hề có chút ý thức nào đây là theo bản năng truy tìm khí tức nam nhi của vân triệt tốc độ trái tim vân triệt nhảy lên biên độ nhanh hơn mấy lần không không được nàng là sư tôn của ta nàng là đại giới phương của ngầm tuyết giới nếu ta thật sự sau khi nàng tỉnh táo nhất định sẽ giết ta ngày ấy khinh nhờn trong lúc vô tình một huyền âm đã bùng nổ lên sát ý đáng sợ ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ nếu không phải mộc băng vân đúng lúc đến nói không chừng hắn đã vốn không còn sống đến bây giờ mới chỉ đụng chạm đến thân thể nàng ở khoảnh khắc gần liền đã như thế nếu thật sự lên nàng cho dù vì giải máu rồng cứu mạng của nàng nàng cũng tuyệt đối bầm thây hắn vạn đoạn một chút may mắn đều không có nhưng mà trạng thái hiện giờ của nàng nếu không giải được máu rồng mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ trong lúc suy nghĩ của hắn đại loạn trên người của hắn đã bị cánh tay của Mộc Huyền Âm vô ý thức quấn quanh chậm rãi treo lên, thân thể ấm áp gần như dán ở trên người hắn, nàng rõ ràng gầy yếu như sợi bông, nhưng dưới máu cầu long, thân thể lại như dán nước khó nhịn đang khẩn khoản đong đưa, cánh môi trong khép mở, không ngừng thở ra hơi thở ẩm nóng như tuyết lan, nhiều tiếng rên rỉ, giống như tiếng thì thầm quyến rũ đến từ trong mơ, khiến Vân Triệt nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, trong cơ thể tà hỏa bay loạn, hắn gắng cắn răng một cái, trong lòng gầm lên, không được, tuyệt đối không được hắn mạnh mẽ quay đầu đi không dám nhìn vào ánh mắt mê ly của mộc huyền âm theo tầm mắt của hắn rời xuống ánh mắt của hắn lại lại rơi vào tuyết y nửa rách nát của nàng dưới xương quai xanh ở nhuận như ngọc hai luồng phấn trắng cao cao nhô thẳng run dày. ánh mắt vân triệt bỗng thẳng toàn thân hơi thở nóng loạn đến gần như nổ mạnh sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định lên so sánh với mạng của mình đương nhiên mạng của sư tôn quan trọng hơn dưới đại nghĩa lăng nhiên tất cả dãy ruộ hoàn toàn tiêu tán hai tay hắn chảo tới trước bỗng chốc trực tiếp xé mở tuyết y trước ngực mộc huyền âm xoẹt một tiếng rách vang nhất thời phong cảnh tuyệt mỹ hắn đã từng ảo tưởng như mộng cảnh chân chân thật thật hiện ra ở trước mắt hắn trong nháy mắt máu toàn thân gần như toàn bộ sông lên đỉnh đầu hai mắt vân triệt nhìn thẳng hoàn toàn mất đi năng lực suy xét trên người đột nhiên bùng lên nóng rực và lại gần như còn hơn mộc huyền âm hắn há to mồm đã không cách nào phát ra âm thanh đối mặt với mộc huyền âm giờ phút này ý thức đã mông lung còn mềm mại hơn thiếu nữ bình thường Hắn vốn nên vô cùng dè dặt cẩn trọng, nhưng khi nhào lên, lại hóa thành một đầu dã thú không khống chế được. Về phần hậu quả tất yếu sẽ bị Mộc Huyền âm bầm thay vạn đoạn, đã sớm hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, ngâm tiết giới, băng hoàng thần tông, từ sau khi Mộc Huyền âm đi viêm thần giới, liên tục mấy ngày Mộc Băng Vân đều tâm thần không yên, khó có thể tĩnh tâm, trong ngày thường nàng đều thanh tâm quả dục, cảm giác này cực kỳ hiếm có. Một ngày này, nàng dung hết gần nửa canh giờ, đều không thể hoàn toàn nhập định trái tim bỗng nhiên xuất hiện đau nhức giống như kim đâm trong nháy mắt băng mâu của nàng mở ra báo lại cho mộc tiểu la một tiếng bay ra khỏi băng hoàng cung đi thẳng đến băng hoàng thần điện đại trưởng lão thứ nguyên trận đi đến viêm thần giới có còn năng lượng không tìm được mộc hoán chi mộc băng vân hỏi thẳng nguyệt mi ngưng trọng ngươi muốn đi viêm thần giới đã xảy ra chuyện gì mộc hoán chi liền vội vàng hỏi mộc băng vân nhíu mày nói từ sau khi tông chủ đi viêm thần giới mấy ngày này ta đây luôn luôn trong lòng khó yên đêm qua càng gặp ác mộng ta lo lắng tông chủ có phải đã xảy ra chuyện gì ở viêm thần giới hay không mộc hoán chi ngạc nhiên sau đó cười nói ha ha yên tâm đi viêm thần giới còn không có thứ gì có thể uy hiếp được tông chủ tông chủ đã giao thủ nhiều lần với viễn cổ cầu long kia cho dù không có cách nào đổ diệt cũng sẽ không bị nó gây thương tích huống chi long khuyết của cầu long vào ngàn năm trước đã bị tông chủ làm bị thương càng không có uy hiếp gì đáng nói mộc băng vân nhẹ nhàng lắc đầu cảm giác này trước kia chưa bao giờ có và lại đã liên tục mấy ngày không được ta phải đi viêm thần giới trước một chuyến mộc hoán chi suy tư ngắn ngủi gật đầu nói một khi đã như vậy được rồi chỉ có điều thứ nguyên trận đi viêm thần giới đã gần ngàn năm chưa từng khởi động lại lực lượng chắc đã sớm phiêu tán ta lập tức sai người lấy huyền tinh đà thông lại thứ nguyên trận giây lát sau hắn lại tiếp tục nói ngày mai ta đi cùng ngươi tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc lấy thực lực của mộc huyền âm ở viêm thần giới dù thế nào cũng không thể gặp phải chuyện không may nhưng mộc băng vân là tỷ muội cùng phụ cùng mẫu với nàng đây có lẽ là linh hồn cảm ứng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua bên trong thế giới thái cổ huyền chu không biết đã phát tiết trên người mộc huyền âm bao nhiêu lần chuẩn xác mà nói là không biết mộc huyền âm quấn trên người hắn phát tiết bao nhiêu lần trong cặp mắt đẹp kia rõ ràng vô ý thức lại bị quang mê ly dục viêm cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống thần chủ trí tôn chúa tể của ngâm tuyết giới to lớn ở toàn bộ thần giới đều đứng ở cao nhất này giờ phút này cũng như thiếu nữ mảnh mai gặp phải trả đạp lâu dài nằm ở trong lòng vân triệt run rẩy thở gấp muốn chết cho đến khi mị mâu khép kín, lười nhắc ngủ thiếp đi, khỏe mắt, còn vài vệt nước mắt đẹp còn chưa hoàn toàn khô đi. Vân Triệt Khải đột nhiên rời khỏi thân thể Mộc Huyền Âm, theo lý trí hoàn toàn tỉnh táo, cả người hắn ngây ngốc ở đó, hoàn toàn không biết cái gì. Trong không khí tràn ngập khí thức dâm mị đặc biệt dày đặc, chung quanh là một mảnh cỏ khô hỗn độn, giống như bị mưa rền gió giữ tàn phá. Tóc dài của Mộc Huyền Âm hoàn toàn hỗn loạn, trên ngọc thể tuyệt mỹ xinh đẹp còn hơn tiên cơ trong truyền thuyết treo đầy mồ hôi trong suốt, trên da tuyết rõ ràng phân bố từng vết đỏ màu sáng, Vân Triệt ngơ ngác nhìn, tim đập khi thì kinh hoàng, khi đột nhiên ngừng, hoàn toàn hỗn loạn, việc đã đến nước này, hắn vì cứu mạng Mộc Huyền Âm, nhưng lúc này, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thể tin được bản thân thật sự đã làm như vậy, Mộc Huyền Âm là nhân vật bậc nào, thần chủ cảnh, cảnh giới nhân loại gần với thần nhất, mà người thành thần chủ, liền đã đứng trên đỉnh toàn bộ hỗn độn, là thần trong người nhìn xuống toàn bộ sinh linh đại thế giới một câu nói của nàng có thể quyết định vận mệnh của bất cứ sinh linh gì trong ngầm tuyết giới trong nháy mắt có thể chôn diệt một hoàng triều ngay cả người mạnh nhất của viêm thần giới ở trước mặt nàng đều tuyệt đối không dám lỗ mắng. lấy thực lực của nàng độ cao của nàng đừng nói người dám khi nhận nàng ngay cả người dám thắng có bất kính với nàng đều gần như không tồn tại mà hắn chẳng qua chỉ là người đến từ tinh cầu hạ giới vốn bị thần giới khinh thường huyền lực cũng vừa mới vào thần đạo ở thần giới to lớn chỉ là một hạt bụi trần đây tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất đáng sợ nhất trong hai đời tới nay mà hắn đã từng làm lần này triệt để xong rồi vân triệt lẩm bẩm sư tôn nhất định sẽ giết ta nếu truyền ra ngoài bất cứ kẻ nào của ngâm tuyết giới đều sẽ muốn ăn sống nuốt tê ta vân triệt thất thần ngồi một hồi lâu vừa định đứng dậy chỗ bụng của hắn rung động kịch liệt một trận sau đó một luồng hàn khí vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ bùng nổ trong nháy mắt từ trong tới ngoài lan tràn toàn thân hắn sau đó lại nhanh chóng tụ về phía huyền mạch của hắn vân triệt còn chưa phản ứng kịp trên dưới toàn thân đã dâng lên sương mù hàn băng nồng đậm. đây là cái gì? dầm như có vô số cơn lốc cuốn lấy trong người, sau khi chảy trôi trong kinh mạch lại toàn bộ điên cuồng tuôn về huyền mạch, huyền khí trong huyền mạch tà thần như dòng xoáy bị cơn lốc cuốn lấy, xoay tròn cực nhanh, lại trong xoay tròn cấp tốc bành trướng, biên độ bành trướng lớn đến khiến vân triệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó là hoàng sợ. đây là là băng hoàng nguyên âm của sư tôn. hắn vừa mới tỉnh ngộ, lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, sau đó không hề có một chút cơ hội suy tư liều mạng thu liễm tâm thần dốc hết toàn lực ý đồ dẫn đường cho khí thức băng hàn bạo loạn toàn thân nhưng mà cấp bậc của luồng khí thức này lớn đến vân triệt vốn không cách nào không chế rõ ràng là khí thức luồn vào trong cơ thể hắn lại hoàn toàn không chịu hắn không chế mà tự phát tuôn chảy về phía huyền mạch theo lẽ thường mà nói bị khí thức lực lượng cao hơn bản thân đến không thể lý giải xâm nhập vào cơ thể hậu quả không thể nghi ngờ là nổ tan xác mà chết nhưng mà luồng hàn khí kia lại giống như hoàn toàn thân thiết hòa nhập với thân thể vân triệt Tuy rằng vô cùng nồng đậm, đáng sợ, nhưng lại không mang đến không tốt gì cho Vân Triệt, mà chỗ sâu huyền mạch lại giống như cuốn lấy gió lốc ngập trời, khi gió lốc mãnh liệt đến một giới hạn nào đó, một tiếng nổ vang nặng nề vang lên ở trung tâm huyền mạch, truyền tới chỗ sâu trong ý thức của hắn, mười mấy giây ngắn ngủi, huyền lực thế mà lại trực tiếp đột phá, thần nguyên cảnh cấp 3, thần đạo đột phá cực kỳ gian nan, lúc trước Vân Triệt dựa vào lực lượng của Minh Hàn Thiên Trì, tốn hết 3 tháng đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 2, mà tốc độ này ở thần giới đã vô cùng không dậy nổi nhưng dưới băng hoàng nguyên âm đến từ mộc huyền âm hắn chính là mười mấy giây ngắn ngủi liền trực tiếp đột phá hơn nữa như thế mới chỉ vừa mới bắt đầu sau khi đột phá gió lốc thổi quét trong huyền mạch lại chẳng những không trì hoãn xuống ngược lại càng thêm dữ dằn huyền khí tinh vân cấp tốc xoay tròn trong gió lốc nồng đậm dị biến thần nguyên cảnh cấp 4, thần nguyên cảnh cấp 5, thần nguyên cảnh cấp 6, thần nguyên cảnh cấp 9, thần nguyên cảnh cấp 10, đầu óc cả người trở nên lờ mờ như ở cảnh trong mơ quyền lực điên cuồng đến không thể điên cuồng hơn tăng phúc khiến cho hắn thẫn thờ thật lâu không đến nửa canh giờ trước hắn mới chính là thần nguyên cảnh cấp 2, lại còn vừa vặn đột phá không đến vài ngày lại trong thời gian thoáng chớp mắt đã đến thần nguyên cảnh đỉnh phong thật đúng là làm gì cũng không làm trực tiếp vượt qua 8 tiểu cảnh giới nhưng mà lần này vẫn còn chưa kết thúc tăng phúc huyền khí không hề có một chút dấu hiệu yếu bớt tâm hồn vân triệt kịch liệt rung động hắn đang nhớ lại lúc trước sau khi bản thân cố nén không cướp lấy băng hoàng nguyên âm của mộc phi tuyết mộc huyền âm từng mang theo kiểu mị và chiêu tức nói cho hắn biết nếu có thể lấy băng hoàng nguyên âm của nàng có thể trong một đêm vào thằng thần hồn cảnh chẳng lẽ lời sư tôn nói dĩ nhiên là thật trong tâm cảnh phức tạp vô cùng của hắn cuối cùng là một thời khắc thị giác tính giác khứu giác linh giác của hắn tất cả cảm giác trong một nháy mắt toàn bộ biến mất nghe không được bất kỳ âm thanh gì cũng không cảm giác được sự hiện hữu của mình chỉ có cảm giác là huyền khí tinh vân trong huyền mạch đang kịch liệt co rút lại lại co rút lại sau đó ầm ầm dữ dội vỡ ra sâu trong linh hồn cũng truyền đến một tiếng nổ vang giống như ngay cả linh hồn cũng đồng thời vỡ vụn ý thức hoàn toàn tán loạn không biết cho qua bao lâu ý thức của hắn cấp tốc tỉnh táo lại hơn nữa là vô cùng tỉnh táo vì long hồn lĩnh vực dồn hết toàn bộ hồn lực mặc dù hồn mê một thời gian ngắn nhưng sau khi tỉnh lại ý thức vẫn như trước cực kỳ mỏi mệt sao lại vì mộc huyền âm giải đọc vài canh giờ càng trầm trọng vô cùng nhưng giờ phút này càng không hề có một chút trầm trọng mỏi mệt Ngược lại còn thoải mái tỉnh táo hơn bất kỳ thời khắc nào, cả người như đắm chìm trong từng trận gió nhẹ trong rừng trúc, thoải mái gần như muốn bay lên, bên tai, âm thanh đến từ thế giới càng thêm rõ ràng, mở to mắt, vừa nước mắt liền nhìn thấy được hơn mười dặm, linh giác không cố hết sức phóng thích, nhưng giống như rỗi thân tới khe hở không gian, cảm giác một thế giới hoàn toàn khác biệt, linh hồn lột xác, thần hồn cảnh, bên trong huyền mạch, huyền lực tinh vân sau bạo liệt đã hoàn thành hồi phục, vẫn là hình dáng tinh vân, lại nhiều vô số sợi tơ mông lung giống như bông vải đây là một cảnh giới huyền đạo hoàn toàn mới, một loại lực lượng cường đại mà Vân Triệt chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là thần hồn cảnh, Vân Triệt không thể tin được khẽ lẩm bẩm. trái ngược với thần nguyên cảnh là thần thể lột xác, thần hồn cảnh là linh hồn lột xác. Sau khi thành thần hồn cảnh, linh hồn từ bình thường lột xác tới thần đạo, lột xác này đối với huyền giả khác mà nói cực kỳ rõ ràng, linh giác, tinh thần lực, cảm giác lực bạo tăng trên phạm vi cực lớn. Hơn nữa linh hồn tiến vào thần đạo cực kỳ khó có thể siêu hồn, nhưng giống với thần nguyên cảnh bởi vì linh hồn của vân triệt đã sớm siêu thoát phàm thể, cho nên biến hóa này ở trên người hắn ngược lại không lớn, chỉ đơn thuần khiến tinh thần lực càng cường đại hơn, không đến mức lột sắc vượt qua cấp bậc này. Sau khi ngây ngốc kinh ngạc đáng kể, hắn vừa sợ vừa đột nhiên phát hiện nguyên âm khí của mộc huyền âm vẫn lưu truyền trong cơ thể hắn, kéo theo huyền khí cấp tốc tăng phúc. Còn chưa kết thúc, huyền khí tinh vân mới vào thần hồn cảnh tăng phúc ở trong khiếp sợ của hắn chính là đột phá thần hồn cảnh, tự nhiên còn gian nan hơn thần nguyên cảnh huyền khí tăng phúc chậm mấy lần nhưng thật lâu không có dấu hiệu ngừng chạy chậm dai lại đụng chạm đến một giới hạn thần hồn cảnh cấp 2, trên người khí tức băng hàn vẫn tồn tại như trước nhưng huyền khí cuối cùng yên tĩnh trở lại vân triệt mở to mắt chậm rãi đứng lên ngây ngốc nhìn hai tay của mình cảm nhận được lực lượng cường đại giống như mới sinh ra thất thần thật lâu cả quá trình có lẽ còn chưa tới một canh giờ lại khiến cho huyền lực của hắn trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần thần hồn cảnh ta thế mà lại đã là thần hồn cảnh bay vọt giống như mộng ảo này đến từ băng hoàng nguyên âm của mộc huyền âm mà nữ tử băng hoàng mất đi băng hoàng nguyên âm hậu quả chính là thiên phú giảm mạnh sau này tiến cảnh tu vi sẽ còn xa mới bằng lộng trước tuy rằng hắn vì cứu mạng của mộc huyền âm mà bất đắc dĩ nhưng lại chiếm hết ưu việt thật lớn còn mộc huyền âm lại thần hồn cảnh bỗng chốc cách thần kiếp cảnh gần thêm một bước lớn như vậy vân triệt lầm bầm lâu bầu đã từng là hy vọng xa vời ở một khắc này bỗng nhiên kéo gần lại vạn dặm chính là kia có ích lợi gì sau khi mộc huyền âm tỉnh lại hắn nhất định lại không có khả năng cứu mạng cho dù nàng biết hắn vì cứu nàng làm sao bây giờ rốt cuộc nên làm sao bây giờ vốn hắn nên mừng rỡ như điên nhưng hiện giờ càng nhiều hơn là sợ hãi và tâm loạn một tiếng rên khẽ như gió nhẹ truyền tới bên tai lại khiến vân triệt kinh ngạc nhảy dựng lên hắn vội vã nhìn về phía mộc huyền âm phát hiện trong mắt đẹp của nàng thế mà lại hé mở màu quang hơi nước mê ly đẹp không sao tả xiết trên mặt là dạng mây đỏ có phần không bình thường vân triệt lập tức bước lên trước Đưa tay che trước ngực nàng, trong tay nhất thời truyền đến một luồng cảm giác nóng rực mềm mại, mặc dù yếu bớt hơn ban đầu rất nhiều, nhưng vẫn là nhiệt độ không bình thường, xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn giải hết, Vân Triệt hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy liền tiếp tục cố gắng đi. Video tập 171 kết thúc ở đây nhé, tập tiếp theo bộ truyện nghịch thiên tà thần, ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kỳ quy truyện.